Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục review một những cái sản phẩm nha. Rồi, trong video ngày nay thì mình sẽ mở hộp một cái sản phẩm nguyên siêu đến từ hệ sinh thái của Xiaomi. Đây là một cái sản phẩm nó có mã là MEL701. Rồi, cùng mình tìm hiểu xem này cái sản phẩm là gì nhá và unbox nó xem như thế nào, ok. Rồi lúc đầu khi mà mình nhận cái sản phẩm này thì mình cứ tưởng như là được tặng cái điện thoại các mọi người. Nhìn cái hộp của nó, cái kiểu cách của nó đóng thì rất giống những cái chiếc điện thoại của Xiaomi nhá. Hộp mà giấy trắng và bọc siêu này. Rồi. Nhưng mà cái sản phẩm ngày hôm nay thì mình giới thiệu mình được một hộp luôn này. Đó chính là một cái bàn chải nha anh em. Bàn chải thông minh của nhà Xiaomi. Nhà Xiaomi thì họ có sinh thái làm rất nhiều thứ từ vòi nước, ổ điện rồi đèn ngủ nói chung ba ngang rất nhiều thứ luôn. Xiaomi không chỉ nổi tiếng về sản xuất điện thoại này hay là pin dự phòng mà họ có những cái sản phẩm nó nói chung là smart, rất là thông minh và giá thì luôn luôn rẻ hơn so với các hãng khác. Và hôm nay thì mình sẽ có một cái bàn chải của Xiaomi. Cái bàn chải này đang bán trên thị trường giá khoảng 700.000 nha anh em, 700.000 cộng trừ, anh em là mua sale chứ là chừng 600, còn mua đắt thì khoảng 800, đại khái nói chung mức giá là 700. Rồi, xem qua một chút về hộp này. Đây là cái hộp nguyên siêu nhá. Lần đầu tiên mình được bóc cái sản phẩm nguyên siêu của Xiaomi. Trước có mấy cái điện thoại nhưng mà toàn mua ở cửa hàng họ bóc hết rồi. Rồi, đây nguyên siêu này. À, hình như là có mấy cái sản phẩm điện thoại mình mua Lazada thì mình bóc siêu. Còn cái sản phẩm này thì là nguyên siêu này. Đó, được. Trước khi bóc thì chúng ta xem qua một chút nhá. Rồi, mã của nó đây là MEL701. Con này thì nó có sử dụng là 3.7V, công suất là 12W. Dòng này chắc là dòng sạc vào là 5V 1A. Còn dưới thì tàn tiếng sầu thôi. Đây, hệ sinh thái của Mi.com này. Đây. Đấy. Chính hãng luôn nha. Đây, lô sản xuất là 9/21 này, mới tinh tình tình này. Đây, cái bàn chải đây. Chúng ta sẽ có một cái bàn chải này và một cái hộp này. Bây giờ mình sẽ đây. Bên đông này, nó còn có tàn tiếng sầu, chả hiểu méo gì đúng không ạ? Đại khái thì mình thấy có cái IPX7 là công nghệ chống nước này. Đó. Bây giờ sẽ rạch ra bên trong có gì nhá. Đó. 200ml, chắc là bình này 200ml. Bàn chải mà giá 700.000 đó. Rồi, mình sẽ được rạch siêu. Rồi, sướng nhất cái công việc này anh ạ. Đó, mình rạch rất khéo nhá. Sướng chưa? Công nhận cái cảm giác rạch siêu rất sướng ạ. Mặc dù cái siêu này có thể đóng lại được. Rồi ra cái gì ta. Đấy, kéo nó ra nhá. Đó. Nhà Xiaomi luôn làm các cái sản phẩm hộp giấy trắng rất thanh khiết, rất thuần khiết anh ạ. Đây, tôi mở hộp ra rồi đây. Chắc là mở cái này đi. Tôi nghĩ là mở cái này. Đó, nguyên siêu, ui xồi, mà đẹp thế. Bên trong chúng ta sẽ có là đây, nguyên siêu. Một cái sách hướng dẫn. Cái hệ sinh thái của nó thì có máy xế tóc này. Bàn chải này. Cái này không biết có phải bàn chải không, mà người đưa cho mình vào bàn chải. Không biết phải bàn chải. Ông đơ này, đó, nó có bốn cái sản phẩm dùng trong nồi bếp này. Đấy. In màu nhá, đẹp chất thu rồi. Rồi. Một cái thân máy rất nặng như cái súng ạ. Rồi. Một cái tờ giấy. Tàn tiếng tàu thôi. Chảy hướng cái gì. Rồi, bên trong hộp này có một cái khay này. Đó, khay bằng nhựa nha, màu trắng này. Mình khoái Xiaomi tại bảo tàng dùng màu trắng, ổ điện cũng trắng mà này. Cái máy này cũng trắng. Rồi. Đây, nó có một cái hộp nữa nè. Đây chắc phụ kiện của nó thôi, chắc không biết được phụ kiện có cái gì đây. Khó rút ra quá. Ôi trời. Một cái hộp trắng, rất đẹp. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái cáp. Cáp này là cáp Type-C mọi người. Khá là chất đấy, cáp của nó khá là đẹp. Cáp của Xiaomi thì anh em phải biết rằng vô đối dùng rất bền luôn.
vì dùng mấy cái cáp của Samsung thì tàn hỏng, những cái cáp của Xiaomi là đi kèm điện thoại này, hay là pin của nó dùng rất bền nhé, không hiểu sao. Mặc dù trên chạy chẳng có logo gì đâu. Rồi, bên trong này chúng ta có một cái hộp nữa. Hộp này chắc mình phải bóc đầu kia rồi. Đây, nó có hai đầu. Chặt thế, khó bóc quá anh ạ. Đầu của nó làm rất chặt nhé. Cái gì đây? Ôi trời, nó có thùng nữa. Cái này chắc là cái khay bàn chải anh ạ. Lại một cái sách nữa. Rất nhiều sách luôn. Trung Quốc này đây. Cái cách lắp, cách lắp các vệ sinh. Rồi chúng ta sẽ có một cái tanh. Cái tanh này giống như ở trong bếp này. Cũng nguyên siêu rồi này. Sản phẩm mới tinh mà. Đó, cái này nguyên siêu nhá. Tôi cũng phải đánh siêu luôn này. Nó có siêu ni lông rồi này. Đây, cũng tan cứng tàu rồi gọi, chả hiểu béo gì. Cái này hiện ra sẽ có 4 đầu. Bọn tôi bóc luôn cái này nhá. Sạch siêu thôi. Ôi trời ơi. Ôi trời, cái cảm giác sung sướng. Rồi chúng ta sẽ có một cái tanh này anh em. Tháo gì ta? Chặt quá ta. Mở ra rồi. Tôi tưởng phải dùng lưu lực cơ. Sao lại nó có cái gai gai đây làm gì ta? À, cái này như là lỗ thoát nước mọi người ạ. Lỗ này là lỗ thoát nước nhá. Rồi, chúng ta sẽ có 4 cái đầu này. Tan khi tiếng tàu cũng chẳng hiểu lắm, nhưng mà 4 đầu thủy tinh, à nhựa, không phải thủy tinh nhá. Đây, cái đầu tiên của nó đây. Nhìn giống cái cống mà mấy ông dân chơi hay dùng quá. Rồi, cái thứ hai giống cái môi, cái thìa. Giống cái thìa. Nó nhựa trong nhá. Trong này như nó có cái khắc gì cắm vào nó rất êm mọi người. Đó. Rồi, sẽ có một cái nữa này. Cái này thì đầu nó có cái sợi như là kiểu sợi bàn chải, sợi tơ ấy. Đó. Cũng thủy tinh, à cũng nhựa nha. Rồi. Rồi chúng ta sẽ có một cái vòi nữa. Cái này nhìn có vẻ xịn này. À đây, quên mất mọi người. Những cái này thì dưới của nó không có cái lõi lọc nhá. Nhưng cái thằng này của nó thì có lõi lọc cả hai đầu luôn này. Đây, nó có một cái đầu lọc tí thì xin nhỏ xíu. Đó. Ôi, không lấy nét được. Đây là lọc nhỏ xíu này. Rồi, ở trên này chúng ta sẽ có cái này bằng cao su thì phải. Còn cái đầu này thì cái này của nó là sợi này, đi còn chải. Còn cái này thì của nó là cái đầu cao su luôn. Cái này chắc để phun nước rồi này. Đó, ăn chải gì ta. Rồi, như vậy hết rồi. Phụ kiện chúng ta sẽ có là máy này, cáp của nó đâu, cáp này, một cái hộp này. Hộp này nhìn rất đẹp nhé. Đấy, đúng rồi đây. Nó khá là chặt khít khít luôn này. Rồi, đi vào nhân vật chính là em thân máy này. Đây thì thân máy của nó đây. Mình chưa biết dùng như nào. Đây, đây có thông tin này này. Mọi người nhìn được không? Nó ghi là Xiaomi thì phải à? ME07. Khó nhìn vậy. ME07 5V 1A 3,7V 10A. Nói chung là cái thông số nó giống ở trên cái vỏ hộp bằng nhựa mọi người. Thì như đây nó có bọc một cái lớp ni lông nữa này. Đây có một lớp ni lông nữa. Đó, nó có một lớp ni lông nữa này. Nguyên siêu. Rồi. Ồ, nhìn hay quá. Cầm như kiểu máy khoan anh em. Cảm giác cầm của nó rất là nặng nhá. Nó rất đầm ấy. Nó phải nặng như là cỡ một cái
chày mà hay để cái chày inox mọi người hay giã cua ấy, nó khá là nặng, không phải nhẹ đâu. Nhìn rất là chắc luôn. Con này trong chắc là lõi pin này. Đây, có nút công tác on off này. Ồ, nó kêu luôn anh ạ. Chắc là bơm nước, cái này chắc là tăng nước này. Đây, cái tanh nước này thì nó ghi là 200ml nhá. Mình chưa biết tháo thế nào đây. Đây có chữ gì đây? Ê, logo của nó. Ở đây ngoài chúng ta sẽ có một cái gọi là cái lẫy này. Có một cái nắp như kiểu nắp chai nước mọi người. Đây có một nút nữa đây. Cái này chắc là nút sạc. Ồ, đúng rồi. Trong này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc là Type-C. Cổng Type-C nhá. Và có gioăng, chắc là cái gioăng này gioăng chống nước này. Gioăng này của nó sẽ có xem, nó có chân nhá. Gioăng này nó có chân thì nó cắm vào đây thì nó ngập. Đây nó sẽ coi như chống nước luôn. Con này thì thấy ngay trên một hộp nó ghi là IP7 nhá. Rồi, lần này chúng ta sẽ có cái vân sần ở đây này. Cái vân sần này chắc để chúng ta cầm như này nó không bị trơn ý. Đó. Còn mặt này thì là trơn bóng này. Đó. Còn cái này thì của nó sần này. Đó. Rồi, nút thì chúng ta sẽ có trên này, mình thấy con nút này. Con nút gì đây? Còn đây là công tắc bần bật này. Cái này chắc để báo pin thì sao mọi người. À, cái này chắc là mốt anh em ạ. Nó sẽ có mốt kiểu như là theo mình đoán thì là kiểu nhanh, nhẹ, mạnh ấy. Như kiểu cái điều tốc ấy. Đó. Đây này. Có nhìn không? Đó. Nó sẽ có là 4 mốt. Còn cái này thì là hình viên pin này chắc là để báo pin rồi. Mở đây này. Mở. À, như vậy chúng ta mốt khỏe nhất này. Yếu hơn này. Yếu nữa này. Và cái này thì nó sẽ là khục khặc khục khặc khục khặc rồi. Đó. Rồi. Đấy, nó hiện lên cả đèn báo pin rồi này. Đèn báo luôn đấy. Còn cái này, cái đầu trên này trong mình nghĩ là chắc là sẽ cắm cái vòi này vào. Mình nghĩ là cắm cái vòi này vào mọi người ạ. Cắm mình chứ, chắc nút vào đây thôi. Đó. Thế thì cái nút này chắc là nút để tháo rồi. Nút này chắc để tháo cái này mọi người ạ. Nó như kiểu cái lệnh khóa ấy. Chứ để đây mình không rút được đâu. Ấn vào đây. Đấy, ấn vào đây. Khi mình ấn cái này thì cái, nó có cái cá trong này nó sẽ co vào nhỉ. Mọi người nhìn không? Đó. Cái nút này chính là cái cá thôi. Đó. Cái này thì xoay ra được, nhưng nhìn nó có cá thì mình sẽ không rút được ra. Đó, rất chặt. Đó. Cái này thì xoay được luôn 360 độ đều hướng. Cái này chắc cho mồm, cho đánh răng kiểu xúc miệng ấy đó. Cái này chắc vậy đó. Ở dưới này thì nó còn cái phần này, nó có một cái vòi nữa, nhìn xem có tháo cái này ra không. Chặt gì. À đây, vặn nó ra mọi người. À, cái này là xoay nó ra nhé, chứ không phải mình cầm như rút, mình phải xoay như thế này. Đó. Ở bên trong này chúng ta sẽ tách được hai phần ra này. Từ mình tháo này ra. À, tháo hết ra. Chúng ta sẽ có một cái thân máy này. Thân máy thì trong này chắc là nó sẽ có một quả pin chắc chắn rồi. Còn cái đầu này chắc là đầu gọi là hút nước vào. Nó như một cái máy bơm mini mọi người. Đây, đầu này chúng ta sẽ, cái này nó hút nước vào này. Đó. Còn đầu này thì nó sẽ xả nước ra. Nó như một cái máy bơm luôn. Đó. Cái này thì ngoài đánh xăng thì chắc là tưới cây được mọi người. Đây nó có một cái cảm biến hay sao không biết. Có cái G này, chỗ này nó có răng này. Đó. Hình chữ L luôn này, khớp vào. Cái này của nó cầm rất thích nhá. Giống kiểu tay cầm máy khoan, nó rất là nặng. Cái vòi. Cái vòi. Vòi xinh ấy. Cái đầu này thì bằng cao su. Cao su thì phải. Chỗ này này, cái này là cao su. Đầu trên này thì nó là như cái lõi lọc này, còn cái cao su này. Cái này không có tháo được, cái này đấy, nó có cái giờ gì đó này. Rồi. Rồi cái tăng này. Tăng này thì đây.
mình cái này chắc mình sẽ đổ nước vào chỗ này hoặc chỗ này, chắc mình đoán thế, đổ nước vào chỗ này đó, đổ nước vào đây này, xong rồi cái, nó có cái g này để giữ này, mọi người nhé, chúng ta có g này nhá, đây nó có g đây, xoay à? Đó, khá là chắc luôn. Rồi, còn cái này thì sẽ cắm vào đây. Đó, cái này xong rồi bơm nước vào đây rồi ấn cái này, ấn cái này, xong rồi xì. Rồi, hôm nay thì mình mới chỉ gọi là mở hộp trên tay nhanh cái máy đánh răng bàn chải gì của Xiaomi Mel 701. Còn video sau thì mình sẽ cách hướng dẫn cách sử dụng nhá. Chúng ta thử nghiệm xem dùng cái này như nào. Đây mới chỉ mở hộp thôi. Rồi, lần nữa cả các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào lại.